Mới đây, bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh, hot girl Bích Hạnh đăng tải dòng trạng thái kể về sự cố xe hơi mình gặp phải khi đang lái xe trên đường cao tốc gây hoang mang dư luận. Đang phóng 120 km/h ở cao tốc thì nghe tiếng nổ lốp cái đùng một cái, xe báo động đỏ, bình tĩnh lách được vào làn khẩn cấp thì hơi về không luôn. May mà xe cân bằng tốt, không lật, không lệch làn. Ông bà các cụ gánh còng lưng không tôi rồi. Không hiểu sao nổ lốp trước luôn, bạn gái Vũ Văn Thanh chia sẻ chuyện suýt gặp tai nạn khi lái xe trên đường cao tốc. Theo chia sẻ bên dưới bình luận của hot girl Bích Hạnh, chiếc xe của cô bị nổ lốp trước ở phía ghế phụ lái. Chiếc xe không được hoạt động quá nhiều trước đó, bạn gái Vũ Văn Thanh chỉ vừa lái xe này được khoảng 10 km. Bên dưới bài viết, nhiều bình luận mừng cho Bích Hạnh được tai qua nạn khỏi khi gặp ngay tình huống nguy hiểm trên cao tốc. Một bình luận cho rằng xe của cô có thể đã cán trúng dị vật trên đường đi hoặc lốp quá non nhưng chạy với tốc độ cao, ma sát tăng cao, sinh nhiệt dễ dẫn đến nổ lốp. Không sao về người và thiệt hại gì lớn là may rồi chị ơi. Còn nổ lốp nó còn do nhiều vấn đề lắm, cơ thể có xây sát gì nhiều không bé. Ui nghe sợ thế, may mắn không sao là được chị ạ. Nổ lốp mà xử lý được vậy là hay rồi. Một vài người bạn an ủi bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh khi cô may mắn thoát được nạn khi nổ lốp. Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, cô đang là hot gamer được cộng đồng mạng đồn đoán hẹn hò với hậu vệ Vũ Văn Thanh. Cô nàng sở hữu 633.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Bích Hạnh và cầu thủ Vũ Văn Thanh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, cả hai bị nghi vấn hẹn hò vào năm 2023. Bích Hạnh được khán giả phát hiện thường xuyên có mặt tại các trận đấu mà Vũ Văn Thanh tham gia. Đồng thời, cô cũng ngồi vị trí kế bên quản lý của nam cầu thủ. Ngoài ra, Vũ Văn Thanh còn bị bắt gặp lên xe của bạn gái tin đồn để về nhà sau trận đấu. Bích Hạnh được khen ngợi vì sở hữu phong cách ăn mặc nóng bỏng cùng nhiều món đồ hiệu đắt đỏ lên đến hàng trăm triệu. Trên trang cá nhân, hot girl Bích Hạnh mới đây còn gây bất ngờ đăng tải hình ảnh mới, nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn từ công chúng. Đặc biệt, bạn gái Vũ Văn Thanh gây chú ý khi để lộ diện mạo khác lạ, mái tóc bất ngờ tẩy vàng hoe, để lộ phần đuôi tóc khô sơ. Bích Hạnh thực tế không thực hiện phương pháp tẩy và nhuộm màu lên mái tóc thật. Cô chỉ đang đội tóc giả để thực hiện chụp một bộ ảnh. Trong những khoảnh khắc hậu trường được hé lộ ngay sau đó, bạn gái Vũ Văn Thanh vẫn xuất hiện với mái tóc đen truyền thống. Bộ ảnh mới của Bích Hạnh được lấy cảm hứng từ hình tượng nàng công chúa tóc mây. Không chỉ trưng dụng mái tóc giả màu vàng óng, dài đến tận eo, bạn gái Vũ Văn Thanh còn kết hợp phong cách trang điểm trong trẻo, ngọt ngào. Điểm nhấn của layout makeup này chính là phần phấn mắt xanh cùng son bóng tăng độ căng mọng cho đôi môi và lớp đính đá lấp lánh bên hai phần gò má. Bích Hạnh còn phối cùng phụ kiện tóc mang màu vàng đồng lấp lánh. Đặc biệt, nhiều người cho rằng tạo hình của bạn gái Vũ Văn Thanh hao hao giống một mỹ nhân đình đám của Vbiz. Không ai khác, nhân vật được nhắc đến chính là Chipu. Giọng ca đóa hoa hồng từng thực hiện bộ ảnh mang tạo hình tương tự. Chipu cũng đội mái tóc giả óng ả màu vàng hoe cùng phụ kiện tóc theo tông màu vàng đồng. Ở góc chụp nghiêng, đường nét gương mặt của bạn gái Vũ Văn Thanh và Chipu cũng khá giống nhau. Cả hai đều ghi điểm với phần sóng mũi dọc dừa thắng tắp cùng chiếc cằm thon gọn, thanh toát.